dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngựa uống dòng phù sa, đường qua Trường Khánh có người bạn qua, tuổi trẻ tôi hiểu ta lương thiện. Về đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn. Sóc sơ bái bọn tô na bọn, tô na bọn ơi. Dạ miền Tây anh em thuộc, em thuộc nhiều bài quá vậy trời. Rồi cà phê sữa đá ngon quá, ngon đậu quá. Nành nóng hả? Rồi tới xuống tới cá răng luôn, coi chừng kẹt tay kìa, lấy cái tay vô. Rồi đây có một anh bạn khanh cương dừa đi em. Rồi cà phê kho hả? Cà phê kho là cà phê sao ta? Đâu, có một cái sữa nóng không? Không uống đá đâu. Có đậu nành nóng nè, uống đậu nành nóng không? Có cà phê sữa nóng không? Có. Cà phê kho nha, mới nghe luôn á. Anh thử đi, phải kho nha. Ủa cà phê kho là sao em? Anh cứ anh uống thử đi. Được chưa? À à, kho trong cái cái cái... À. Có một cà phê đen không? Có luôn, đen nóng hay là đen đá? Đen nóng đi. Sáng dài giọng uống cà phê sữa đá nào. Kê kinh điển luôn á. Nóng cái gì vậy? Đây con. Sữa đậu nành nóng. Dạ, có muốn uống cà phê kho nóng. Cà phê kho đó, cái siêu kìa. Ủa cái này họ vừa đi vừa bán hả anh? Bà chị là có sữa không? Dạ. Ấy là mình cũng vừa đi là họ cũng vừa đi luôn hay là mình đứng lại? Bán sữa đậu nành. Dạ. Ngày xưa. À. Em mặc, em đạp vui chiếc quá xe ha. Màu xanh. Công nhận hay thiệt á. Ta để bỏ đá vô đi. Uống đá đi, bỏ đá vô. Ừ, bỏ đá bà đó. Thầy kho uống đá nó ngon. Đừng nhắc tên đó nha. Đừng nói bỏ đá nha. Để đá nha. Để đá gì ngon lắm, muốn nó béo hơn lắm. Ủa em tên gì em trai? Em tên Nhân. Rồi. Em đồng anh là một cái với anh luôn. Vậy hả? Có cà phê mà không có đá, à quên, không có đường, chưa bỏ đường không? Dạ. Ồ, cái ghe rất là hay. Có luôn, cà phê kho em không có đường, nguyên em chưa có đường. Có luôn. Sao nó ngọt được? Cái nó tạm dặn không dặn, lấy đường vô. Hả? À, rồi, không dặn đòi hỏi gì đó. Đây nè, cái xe, cái ghe này giống như là nguyên cái quầy bar luôn á. Ở đây là con gì đó, con chim gì nó sinh sống là nhiều nhất. Đó, có các loại nước này. Đậu đen mà không được. Yến không hả? Được, không được. Họ nuôi. Xe 2 rồi Twister. À, họ nuôi đúng không? Dạ. Coca-Cola rồi. Rồi, cho đá vào đi. Nè, thử rồi. Trời ơi, ngon chưa? Mít kia. Vô rửa trời luôn. Mít kia. Mít hả? Mít kia, mít kia. Ở trong miếng đá thì em trả tên gì quên rồi. Em tên Nhân. Nhân. Dạ, rồi, dạ. Ok. Rồi, quậy. Anh bỏ miếng sữa vô. Kho, cà phê. Cho chị xí sữa đi, xí ít sữa đi. Dạ. Em sữa là nóng ít đường. Ít đường rồi. Trời vui chứ. Có. Đây, của em này là ai sữa nóng à? Cà phê kho, cà phê kho. Em ơi, em Vinh. Mít kìa. Ủa rớt gì vậy? Mít kìa. Ừ. Mít kìa Nga. Nga ơi, mít kìa. Nga ơi, mít kìa kìa. Cái bất kỳ trên nơi bất kỳ à. Em muốn gặp đậu nành không? 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 Đậu nành. Mua mít ủng hộ cho mua mít like chị Diễm ngồi trên cái gì Diễm ăn nè. Ơi. Anh qua bệnh chơi được không? Qua đây đi, anh phải đi bắt dạo cho em.
Bắt tài uống cà phê gì à, anh ơi? Uống ly cà phê đi. Ngon quá. Nguy hiểm trời trời. Chị nhỏ. Trời ơi xương rồi chơi với xà lan. Đứng cái nó nghiêng lại. Đâu này kia. Cái này là nước dừa thơm lá dứa. Ê, mình làm một chương trình tiếng rau 4.0 do nhân vui nha. Ô, mà đi trên chợ nổi cái răng là hơi dữ luôn á. Thôi, bye bye, xin chào tạm biệt nha, giờ mình đi nha. Đó là nằm nóng cà phê cà dừa dứa, cà phê kho đi bà con bác ơi. Ai cà phê kho trời ơi nãy giờ không nhắc anh ơi tiếng rau qua bên này rau giùm trái cây cho anh này nè à? Anh ơi anh rẻ hả ờ à, chắc là mình nghĩ là nên tìm cách làm cho đây đưa anh qua. Dạ, đúng rồi. Quay cái này cho. Dạ được rồi mới mua rồi anh, cảm ơn anh. Đây quý vị các bạn thân mến, đây là cái quầy bar cái siêu thị, đây quán quán cà phê dạ của Nhân này, dễ thương không đó quý vị các bạn thấy thân mến không. Em đi với đoàn này đây anh. Ở dưới là nước sôi hả? Oh wow. Đỉnh cao, đỉnh cao. À, kho giống như là mình kho cá vậy hả? À, đó. Rồi sao muốn quán nguội thì rót ra cho nó nguội cho nó khỏi đụng đá. Ồ. Ôi dễ thương quá. Năm nay em nhiêu tuổi vậy? Dạ, 38 tuổi anh. 38 tuổi hả? Dạ. Em tuổi hại. Có vợ con gì chưa? Có, em có vợ đó, con gái 15 tuổi rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Vợ làm cái gì? Cũng đi bán nghe bữa nay tại vợ mới về nhà hồi đi ngang bước vợ em xuống nè. À dạ hả? Dạ, ồ ăn gì vậy? Giờ đi ra dưới dưới vợ hả? Về nhà nấu thêm đồ nành. Ồ ồ rồi. Chút xíu nữa là em bước vợ em xuống rồi. À. Vợ em làm gì? Cũng dạ, sao? Hai chồng bán. Hai chồng bán này luôn. Ồ. Thì em không lái vợ em để nè, hồi lên rước vợ em xuống đang đâu về nhà nấu nè. Đây sữa đồ nành nóng cà phê dừa dứa. À. Quý vị các bạn thân mến, nếu mọi người thích muốn mình làm một tập tiếng rau 4.0 mà trên trên chợ nổi này chắc vui lắm rồi nha, nhưng mà không biết làm sao mà trên đây không biết làm sao mà là có wifi nữa rồi đó gì ra đây thấy cái mini bar đúng rồi, cái mini bar của bạn Nhân. Ôi, dễ thương quá Nhân ơi. Rồi đây bán dừa dứa. Dạ dừa dứa dừa xiêm. Hỏi chị Diễm uống dừa dứa bao giờ chưa kìa. Diễm chưa giờ uống dừa dứa đúng không? Rồi ok đây chị bạn thân mến. Đó chặt vừa độc chưa? Cái này ai gần hơn mà bánh tre thì 3 dao, em thì 2 dao à. Đã xong trái dừa rồi. Em một trái dừa dứa. Đó, vừa xong rồi đó. Anh uống rất là thơm. Ai. Em thử coi, con có dứa không? Bữa là ăn trái được không? Được. Cái gì? Hồng. À, xoài hồng. Rồi đủ đồ chơi hết luôn, xoài hồng luôn. Rồi sao cái trái xoài hồng xoài trái gì nó bự dữ vậy trời? Thấy không? Không ăn. Tại đây không có đường phố, không có chạy đường bao hè. Đâu làm sao? Trên phố không có xài luôn, có bao hè. Lại chặt lại biểu diễn thôi. Xài siêu thị cũng có nữa. Đấy, bao hè luôn. Vừa ngọt vừa thơm. Ủa sao vậy? Đây không ngon quá nè. Tại thành phố có mấy thì bao hè. Bán ký nhiêu vậy? 80.000 hả? Ký 80.000 hả? Thôi lấy anh ký đi anh tặng cho chị Diễm. 2 ký đi. 2 ký tặng cho chị Diễm đi. 2 ký tặng gì? mấy chị bên kia mua mít cho chị Diễm ăn đó. À vậy hả? Ký luôn đi. Rồi. Thôi thôi lấy 2 ký đi, 2 ký. Thôi 2 ký cho vui thôi. Biết rồi, đúng rồi. Ok rồi. Cho anh 2 ký đi, cho anh 2 ký. 5 ký luôn đi. Thôi 2 ký đi, 2 ký. Trời ơi, 5 ký luôn đi, có gì đâu. 2 ký. Trời ơi. Thương quá. Ủa mà sao trên đây thấy bà con toàn là trái nữa, hơn 5 ký rồi, tính anh 5 ký, cái này 5 ký rồi đó. 5 ký xoài, xoài hồng. Xoài cá hồng hả? Thôi rồi, ủng hộ luôn đi. Rồi cho thêm một trái nữa. Cũng cho hoài, thôi cho nữa đi. Sao? 6 ký mấy rồi đó, cái này nó thiệt luôn.
anh cầm thử tí sao kia mấy à. Rồi. Có chôm chôm không? Chôm chôm lấy nhiêu ký? Chôm chôm nhãn 40.000 ký à. 40.000 hả? Rồi. Rồi cho 2 ký luôn, chẳng luôn sao? Chẳng chẳng 500 đúng không? Rồi chuyển qua luôn. Ờ. Lửa chôm chôm là ngon nha, lửa chôm chôm héo chết tôi luôn á. Cho anh cài lấy đâu cài ngọt. Ồ, vừa dứa nè. Anh chú kêu anh đi vậy em ha, chạy vô đây dứa bà xã em ra đi chung luôn. Rồi, ok, chơi luôn, chơi luôn, vui 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 rồi. Đi 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 dọc đường có gì bán luôn. Rồi, ok. Cho anh cài để lâu càng ngọt. Chôm chôm càng để lâu càng ngọt hả? Chứ không phải càng để lâu càng héo hả? Ủa sao lạ ha, trên đây toàn đàn ông không à? Bà đi quýnh bài chân anh ơi. Quýnh bài chân, đàn bà đi quýnh bài chân. Con này nó gửi trong mà tiệm net á. À. Cái nó đi quýnh bài. Đàn bà. Trời ơi gì kỳ vậy, đừng nói gì nha mấy phụ nữ rồi chở chết á. Khổ lắm anh ơi. Bạn về trả nợ không chết luôn. Má cười quá. Trời á, bây giờ anh đi với em á, lại đây rước vợ em cái vậy 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 vậy. Ghe được không? Được. Ok. Đi luôn. Kinh dạo qua không? Cho xe này qua luôn được không? Rồi, rồi ok, quá đỉnh. Em đi á. Rồi, go. Bye bye. Rồi bây giờ mình đi mình. Không. Bây giờ kiếm mấy cái ghe du lịch á. Xong vô, vô anh bán, anh bán cho em nè, anh bán cho em nha. Ok, rồi, rồi. Làm thử nháp cho chương trình tiếng đào 4.0 bà con cô bác. Rồi, mấy cái nhà thấy thương quá. Đó, họ, họ vẫn sống như thế. Ồ, là đi, đi rước bà xã luôn, vui à. Mini bar, cà phê kho, giữa đầu nắng giữa giữa. Quá đỉnh luôn, đi chuyến này hơi hơi bị đỉnh luôn á. Đâu bà xã đâu? Ồ vui vậy. Ồ đang nấu sữa đậu nành kìa. Thôi vợ của bạn nhân cái ra vợ hết hồn luôn, không biết đang chở ai luôn. Rồi giờ hai vợ chồng dễ thương quá. Có một đứa, có một đứa thôi hả? Được không, được không? Đây mới đích thì mới đó mình mới thấy được cái cuộc sống của người người miền Tây sông nước thật sự luôn này đó. Thôi ơi ngon quá nè. À mới xây xong nè, xây thôi, xây bây giờ nấu hả? Giờ nấu hả? Rồi quan nè 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 nè. Ồ qua đây ngồi luôn đi. Dạ. Em qua ngồi là cân đồ hình luôn. Ừ. Lấy nào để ngoài lấy lộn. Rồi tất cả mọi thứ là trên trên một chiếc trên trên một cái chiếc ghe như thế này. Ở đây đậu ơi, cũng xây cũng ở đây bán luôn chứ không có mua của ai đâu. Vậy hả? Dạ. Tôi lấy cà phê rang mua cà phê hạt xong rồi rang xay luôn. Em nấu xay ba rồi bán. Ở đây này chở xe nhà luôn. Ồ, bên kia có tàu du lịch về dầu qua qua cặp có bán còn qua bán. Thấy đồ không? Ở đây đồ ăn là anh cũng mượn hết trơn á. Tàu là cho YouTube của anh không đó. Qua là khổ. Rồi, đây là mini bar của vợ chồng bạn nhân. Đẹp. Bà xã tên gì? Dạ em tên Trúc. Nhân Trúc. Ồ, dạ. Trúc Nhân.
Mấy chị ơi, mấy chị uống sữa đậu nành cà phê kho không mấy chị ơi? Dạ, uống chưa? Dạ, uống thêm đi mấy anh chị ơi. Rồi mấy chị không, mấy chị đã không mua rồi, mấy chị còn đã bắt quay chụp hình của em, nghệ sĩ ưu tú của em chụp hình cho mấy chị nữa. Rồi, chơi chơi luôn, kiếm tận du lịch cho gặp cho bán luôn. Hai vợ chồng có một đứa thôi, một cháu nữa hả? Dạ, con gái 15 tuổi rồi, học lớp 9 rồi. À, xong đẻ thêm đứa nữa. Dạ. Xong đẻ thêm đứa nữa. Con bán này bán rồi chứ phải. Luôn nổi hả? Dạ. Thấy thương không? Nhiều quá sợ mình lo nó không nổi. Ờ. 15 tuổi mà có đi học không? Nó có đi học không? Dạ, có, học lớp 9 rồi. Ồ. Đang đi lên lớp 10. Một ngày mình đi mình bán từ giờ nào tới giờ nào? Bán từ sáng sớm. 4 giờ sáng là đi bán rồi anh. Ờ. Rồi mình đỡ chừng 9-10 giờ là có khi hết tàu mình về nhà mình đậu. À. Có tàu bán nữa, có tàu thì mình nghỉ. Nghỉ. Dạ. Ngày vậy cô trung bình thu nhập được nhiêu tiền? Bữa nào bán như đông đông thì 500 ngàn à. Còn vụ đất giống như mấy ngày, ế quá chắc quá, không khách á. À. Cũng lời chừng 200 ngàn. Rồi. Đông thì lời nhiều mà ít khách quá à. Tại không có khách du lịch đó đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì dịch Covid á. Trời ơi, mình làm nhưng mà nếu mà mình có tổ chức trên tiếng rào nè, trên chợ nổi này thì mình cũng biết bán làm sao luôn á. Ồ, đây vui không? Đấy, có tàu du lịch đông đông thì mình sẽ bán rất là hay luôn. À, quý vị các bạn đang chứng kiến ta đang đi vào trung tâm của chợ nổi. Đó, bây giờ các bạn thấy đó, ghe xuồng. À, đây là những ngày giáp Tết năm Tân Sửu 2021. À, mình đang đi trên cái ghe của bạn vợ chồng bạn Nhân và Trúc. À, nhà hàng nổi bên kia kìa. Ồ, oh, wow. Rồi. Bên kia nhà hàng nổi. Dạ. Yeah, cà phê kho đi bà con ơi. Ai cà phê kho không? Vô nhà hàng ta xong rồi chào bán cà phê là bị quýnh luôn. Dạ. Dạ. Dạ, đi bán cà phê sữa đậu nành. Làm ly cà phê kho chưa? Buổi sáng làm chưa? Trời vui quá. Rộng quá chụp nhiều lắm em. Đứng lên chụp hình cầm cao luôn á. Ồ, lâu lắm rồi mới trở lại chợ nổi Cái Răng và mình thấy là rất là nhộn nhịp luôn, khác hẳn với những gì mình nghĩ. Tại vì cái trong cái mùa Covid này thì hầu như là không có du khách, chính vì vậy cho nên là giờ chợ nổi nó mới đúng, cái nó mới trở lại đúng với lại cái những cái hình ảnh của chợ nổi năm xưa này. Nó giao dịch không cái ghe chở quýt rồi chở hành tím. Thực sự là ngó qua ngó lại mình không có thấy một cái tàu du lịch nào luôn á, không biết làm sao tôi bán cà phê phụ bổng này nữa. Ờ, cho ăn hủ tiếu đúng rồi, ghé cho ăn hủ tiếu vui á. Muốn kêu hủ tiếu rồi á. Ờ, chị đứng vậy, chị lấy cho mình lá dứa
Rồi vô kia mới đông kìa, đông giả man luôn kìa, khô quá không. Xong bữa mình đi mình không có vô tới đây nha. Rồi có thêm một chiếc mini bar của bà chị cho thêm nước quá. Ôi này có ít mì nữa nè. Ôi ít mì gì ta ngon kìa ta. Mì hủ tiếu. Chúng ta thấy có những cái ghe hoa rồi, ở hai bên rồi. Kia mình thấy có những cái ghe dưa hấu nữa. Đó, bên phải là cái ghe dưa hấu. Hay quá, làm sao mà họ đi. Làm sao mà vừa đi vừa lắp cái này người ta hay vậy ta. Ồ, độc đáo ghê. Phải rồi, trời ơi, đang chìm dưa hấu ra kìa. Ờ, vui không, dễ thương không? Đó. Ở đây là người ta họp chợ từ năm mấy giờ sáng? Dạ, mặt trời ứng lên á, là tức là từ khoảng 5 giờ là mặt trời mọc lên. À, 5 rưỡi là người ta họp, họp chợ. Sớm này ta bắt đèn cho người ta mua. Cái giờ lý tưởng nhất là bà con nên đi từ 5 giờ rưỡi hoặc là 6 giờ là vừa đẹp. Dạ, kính chào bà con cô bác cô. Vui quá, vui quá, vui quá. Bữa nào cũng coi tivi của ổng hả? Ủa sao vậy vô? Ồ đây là đây một thử thách, một thử thách. Ồ wow wow wow. Hơi bị hay lách. Hơi bị độc đáo. Quá vừa quá. Cà phê kho, cà phê kho. Cà phê không? Cà phê đi. Ôi mình mà có mình mà bán tiếng rau thần thánh ở mấy mà mình ra đây mình bán mình đứt chắc. Cà phê kho đi em ơi. Uống cà phê kho bao giờ chưa? Cà phê kho, cà phê Starbucks không có cửa thì cà phê kho luôn. Nhiêu ly vậy, nhiêu ly vậy anh? 10.000 một ly cà phê kho. Mình ăn cá kho quen rồi, giờ chưa uống cà phê kho đúng không? 2 ly ha. 2 ly nha, cà phê kho. Cà phê kho, cà phê kho. Nó kho trong cái siêu nè. Cà phê kho không em? Em đi đó, em cầm cái siêu cho người ta coi dòm ta mới sợ. Đó. Đây nè, cà phê kho trong cái siêu nè. Đó, đọc chưa? Ngon hơn cà phê Starbucks. Rồi, mình bán được 2 ly đầu tiên cho giúp cho anh. Hả? 1 ly cà phê sữa đá hay cà phê đen hay đen đá? Sữa đá. Rồi. Cà phê sữa ha, 3 ly cà phê sữa. Một đầu nành nóng. Ồ, rồi tôi bán được quá vậy trời. Rồi. Dạ đây. Rồi, cho 10.000. Cà phê sữa là 15.000. Rồi. À, cà phê sữa 15.000, xin lỗi. Rồi, đen 10.000. Hả?
Một đen một nâu 25 ngàn. Cà phê sữa đậu nành nhiêu á? Rồi ok. Rồi ok rồi đây đứng đó. Rồi 25 ngàn. Ok. Đây để cho cà phê cho đậu nành đi em. Một cái đèn. Hai cái con này đây nè, đó rồi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, 30 ngàn. Rồi, đúng rồi. Ok. Anh này cái đen trai. Này cà phê đen đúng không? Một đen một một sữa. À thối 25. Hay thối 35 chứ y. Có đâu đang nóng. 25 25 25, thối 25. Đây. Ờ có một anh bạn nữa ngoài. Đâu hút, nóng em ơi, nóng không dám để không hút. Vậy là còn mấy cái nâu nữa. Rồi đây 5 ngàn lẻ, đây thôi em 5 ngàn, ok rồi. Đây thôi em 25 ngàn, rồi dơi luôn, vui quá. Anh đi bán giùm mà. Hả? Anh đi bán đâu anh có, anh xe ghe của anh bán mà. Ừ, ở Sài Gòn khổ quá nên giờ xuống đây bán. Hả? À? Một nâu nữa, một nâu nữa. Ừ, hôm nay anh đi quay cái show diễn cuộc đời á. Xong rồi buổi sáng dắt nhân vật đi chơi. Ồ chưa, còn lấy. Đây, cho em gửi luôn. Rồi chụp. Không sao, đừng lo. Không rớt đâu. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, thank you nha. Xin chào, cảm ơn nha. Cảm ơn các bạn. Ồ. Ở trên luôn. Wow, hay quá. Nhẹ đây, thôi cũng được 70-80 đó. Đây hả? Ở đây bún riêu hả? Ồ hay quá. Rồi thôi giờ mình ghé vô tự thưởng cho mình tô bún riêu nghe. Rồi ăn bún riêu đi, Đây bún riêu. Bún riêu. Wow, yeah. Uống cà phê kho sữa đậu nành không? Đại hạ giá 10 ngàn một ly. Rồi cho tôi uống rượu đi, rồi thank you. Trời ơi nhìn sao hấp dẫn quá trời. Ủa em bán hả? Rồi. Ủa anh tưởng em dân Sài Gòn giờ du khách giống như anh đi bán nhá. Bún rượu. Excellent bún rượu. Caramel. Cái lúc không có. Không trong kênh YouTube. Rồi cho anh một tô bún riêu. 500 ngàn. Mắm ớt đầy đủ nha anh. Ờ mắm ớt đầy đủ mà ớt nhiều thiệt nhiều. 5 kg xài với 3 đồng kim châm. Ủng hộ. Cà phê kho không? Chú ơi. Em ơi, cà phê kho đâu đang nóng. Dạ thưa anh, nãy em mua dưới rồi. Dạ, rồi. Nãy tiếp tôi hai trái đi, tay khác. Dạ. Em mua dưới nhiều lắm rồi. Dạ giúp hộ già đi chú. Bán phải con anh mẹ ơi. Giúp hộ già vài trái đi tôi nghiệp. Dạ hồi nãy mới mua dưới rồi chú. Tiếp tôi ba trái thôi bán chú mơ rộng được. Tôi nghiệp. Dạ giúp hộ già đi chú. Ký nhiêu chú? Ký nhiêu? 60 hả? Ký 60 hả? Dạ. Nè xài cắt lửa nè. Rồi cho con hai trái đi. Nè. Lấy ba trái đi. Rồi ba trái nhiêu cũng được. Rồi hai vợ chồng luôn. Hai vợ chồng thiệt luôn hả? Dạ. Tôi nghi cái cô này quá, chắc là cái cô này nhìn cái tướng gấp cái này tôi nghi là du khách rồi. Rồi chú ơi. 4 ký rồi chú bỏ đi chú. 4 ký đầy xì Tết đi. Qua dạ. Anh thử kìa. Rồi em chụp chụp. Rồi được không? Ơi, có chừng sập. Chụp cho bún liều mấy con nha. Rồi. Dạ 200 hả con? 240. Rồi 240. Không sao đâu, đừng lo. Ở đây bà con người ta rành lắm mình đừng có sợ. 240 hả con? Dạ dạ rồi, đó, để cô luôn. Rồi, vui. Giữa làm bà uống thơm mấy tiền.
ăn chú ơi. Dạ. Dạ được rồi, dạ đúng rồi. Dạ. 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 Rồi. Dạ. Dạ. Ủa vậy em coi kìa. Ôi ơi ngon quá. Mẹ ơi chết luôn. Đây cả mấy cô vừa giữa đây. Anh ơi đưa cho khách cho em nha. Anh ăn lên, ăn được coi tại em được. Đây cà phê kho. 15 ngàn. Trời có ớt không ta? Trời ơi 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 ơi. Rồi cho anh cục giò. Rồi vô. Trời ơi bà con vui lại vui quá. Đỉnh cao luôn. Rửa em ơi. Anh ơi uống vô mà không nha. Rửa vô giữa. Uống mà không thơm dưới thử là nghe. Thử chứ bây là đổ thơm mới mua. Đúng rồi. Bán được ghê. Ủa em 15 ngàn à. À 40 ngàn. Cái gì giữa, cái gì giữa nè. Đúng rồi anh. Múc mà ớt anh ớt. Cái dạng vừa xiên em. Cái đó rẻ hơn. Ừ nó ngon như vừa này. Dạ. Ngon quá trời. Thôi hai vợ chồng con trai hả? Rồi. Đây anh thử nghe. Đi, cho anh miếng nữa đi. Trời cái gì? Nè vui. Đậu nành đi em. Cái đầu cái con nè. Chú ăn nè. 25 vừa xiên này là 10 ngàn. Không trai. Không như nhê. Cái ghe mình chưa đi không thấy tới luôn. Đùi quá. Một bôi là bao nhiêu? 40 hả? Trời ơi. Riêu với lại thịt tầm. Mới ngồi ở trên quay kẹo không còn á. Anh lấy cái bán á. Trời thôi dọn anh ơi. Rồi chào tạm biệt nha. Thôi chào mấy anh em. Dạ. Ủa mấy anh em đâu Sài Gòn hả? Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Ồ. Ghe hàng Vlog. Ghe hàng Vlog hả? Ủa trong bé của chú hả? Ồ. Ghe hàng Vlog, ghe hàng Vlog. Bà con qua ủng hộ bên kênh comment qua ủng hộ ghe hàng Vlog nha. Dạ, nhớ like và subscribe. Dạ, cảm ơn. Các bạn làm YouTube. Đợi chào kỹ sĩ kia. Ủa, tắt ráng hả? Dạ, chứ này nhớ giới thiệu quốc kêu của em với nha. Anh tên gì? Hai vợ chồng tên gì? Em tên Quốc. Vợ chồng của anh Quốc với gì nữa? Quốc Linh. Quốc Linh hả? Hai vợ chồng rồi dễ thương quá. Cái ghe màu hồng này chứ bún riêu. Bún riêu ghe hồng. Thôi ăn bún riêu xong mình về nha bà con bác ơi. À, kính thưa quý bà con cô bác, có lẽ là đến đây thì mình phải xin khép lại cái video này tại đây. Tại vì cũng quá dài rồi. Lâu lắm rồi mới trở lại Trà Nội Cái Răng. Và mình nghĩ là nó thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà đúng ra là không. Quay trở lại mà trong cái mùa dịch này thì rất là ít du khách. Chính như vậy mình thấy là nó giống như là cái chợ nổi như năm xưa vậy á. Mọi thứ rất là địa phương, rất là dễ thương. Bà con cô bác mà về Cần Thơ thì nhớ tranh thủ dành thời gian 5:30 sáng 6 giờ mình đi ra mình trải nghiệm cái Chợ Nổi Cái Răng. Mà phải đi sâu vậy nè. Đi vô tận trong cái trung tâm này mình mới trải nghiệm mới đã. Và đừng quên cố gắng tìm cái ghe. Thứ nhất là cái ghe mini bar cà phê kho của Nhân và Trúc. Rồi thứ hai nữa là cái xe, cái ghe bún riêu màu hồng của Quốc Linh. Của Quốc Linh. À, Quốc Linh và Trúc Nhân. Con học lớp mấy con? Con lớp 4 hả? Sao nhỏ con vậy? Ăn bún riêu nhiều vô. Ghe mình chưa tới luôn hả? Tới luôn kìa.
à, cho mấy đứa kia một tô, mỗi đứa một tô uống rượu nữa trả tiền luôn xong rồi dọn. Uống rượu, uống rượu. Quá vui, quá vui, bún rêu, bún rêu. Bún rêu, bún rêu. Hả? Hả? Đào mặn đi. Về bán đào hả? Ăn lẹ về bán đào, mẹ ơi. Thôi bỏ luôn. Thôi đào còn mấy trăm cây, bỏ luôn đi. Thôi, thôi về Diễm ăn... ăn có hủ tiếu nữa nè, có hủ tiếu không con? Có hủ tiếu luôn. Trời ơi. Đủ không quá? Bác ơi, mà đủ bán không? Nói cho bà. Ủa nãy nói tô này nhiêu tao quên rồi, 25 ngàn. Hả? Có giò là 40. À, có giò 40, tô còn tô bình thường. Tô mà không có giò nhiêu cưng? À, vậy hả? Ồ. Mắm bớt đầy đủ ha. Bún riêu ngon lắm nha. Đây là Lam ơi. Sợ này là Lam ơi. Lam, men. Lam, Lam. Men. Lam. Kêu anh hết trời kìa. Cận lấy cận. Bán tiếp, bán tiếp, bán tiếp. Vừa ăn vừa bán. Ghé vô cà phê kho, cà phê kho. Cà phê kho bò bún riêu nè, bún riêu hủ tiếu tôi bán luôn lần lần hai xe nè. Rồi, đó vui quá trời vui luôn rồi. Cà phê kho 15 ngàn một ly. Cà phê sữa đá, còn cà phê đá 10 ngàn. Bún riêu hủ tiếu 40 ngàn tô. Uống cà phê kho chưa? Biết, biết cà phê kho không? Cà phê kho gì vậy? Cà phê kho. Ủa sao ngộ vậy? Đó, lấy được gì đó không? Quay đó. Đây, đó. Là chỉ kho như kho cá, nêm đường, một hộp rồi này vô. Đó, nêm thẳng vô trong cà phê luôn á hả? Có sữa anh, dở đó. Trời ơi, ngủi. Cà phê kho hả? Lần đầu tiên được thấy. Sữa đậu nành nóng. Rồi, nhà mình ăn cà phê sữa đá. Rồi, cà phê nè, cà phê nè. Mấy ly, gọi luôn đi. Anh uống rồi đi. Uống thử đi, cà phê ngon, kho ngon lắm. Cà phê gì? Cà phê sữa đá, cà phê đá. Ngon lắm, ngon lắm. Vậy hả? Có bị đổ không? Không. Ăn giờ bị đổ không? Lúc lắc mà ngon mình được. Ơi. Không có làm cứ ngồi bình thường, ngồi đi mặn tao đưa qua tao chở mình luôn à, ngồi ăn tao chở luôn à. Đúng rồi, ăn tao chở luôn, chuyện quá cho. Ăn này vui lắm. Ăn này có colomen nữa. Đây là cà phê kho đó hả? Cà phê kho, kho trong cái siêu đất á. 15 ngàn. Rồi, hai chai C2 luôn vậy ơi. Ngon lắm, nó khác lắm. Hai cái tẩy, hai chai C2. Là cà phê này tự rang xay luôn, đây là anh Nhân, chị Trúc. Không, ngon, ngon mà. Ngon hơn. Thêm mấy ly về nữa đi chị ơi. Dạ, mấy ly nữa là luôn anh. Ba ly. Đây đây luôn. Ba ly nữa chẳng chín chục luôn. Đây đây đây. Ngon lắm luôn. Bún riêu hay hủ tiếu? Chồng mà lẹ tao chứ bám nãy nè. Hey. Anh đừng bán bên đó đi, mình đâu không có tiền đâu. À, 820 à anh ơi. 820. Tính luôn hai chai nước luôn nha anh, hai chai nước ngọt, hai cháo luôn nha. Chai còn hai ly nữa nè. Dạ. Quá rẻ, quá rẻ, quá rẻ. Đủ anh ơi, đủ đủ đi nè. Cà phê kho. Có chưa, cũ có chưa. Đây, của mình 30. Vui nha, vui. Đây, bữa nay ăn gì vậy? Anh ơi, làm ăn có nước cho tôi miếng em. Cái xôi mình này cho em miếng xôi. Ờ, không có đâu, hả vậy đổ. Anh vợ anh coi rồi.
chén không anh? Rồi tính tính tổng cộng luôn cho mi. Trả cho anh luôn nha. Có ai không đâu nào nóng không rồi em ơi. Ủa đi xuống du lịch hay là có quay gì chương trình này không chú? À chú quay chương trình show diễn cuộc đời. Ở ta ở ngay chỗ bạn phát hết tối nay nữa. 19 giờ. Chừng nào về? Chút xíu về. À chút xíu về hả? Ờ. Quay show diễn cuộc đời để giúp cho chị Diễm bên đây là chị Diễm Tâm Kỳ nè. Chị Diễm bị kiếm thị, hát rất là hay. Anh chuyện giùm em cái anh luôn. Không dạ. Có. Rồi. Yeah. Rồi. Cho anh thêm ly cà phê kho nữa đi em ơi. Tham gia chương trình gì thưởng thưởng cho Coleman nãy giờ bán giỏi quá cho ly cà phê kho. Rồi, thưởng cho Coleman ly cà phê kho em ơi. Đã hết nhìn ngoài cũng y hệt à. Đây. Đây mình có ai ăn gì không kìa? Ai ăn gì kêu luôn mọi người. Ngon lắm nha. Bún riêu ngon nè, còn mấy món kia mình chưa biết. Bún riêu mì rồi bánh canh cua cũng có nữa. Bún luôn. Xem ơi, xem, bún gì ăn làm không? Rồi cho anh ly cà phê sữa đá ít ít sữa đây. Cho em mượn cái nón cái anh. Nón anh đó hả? Chụp cái này, chụp cái này, cái nón cái này. Không qua chụp với anh. Qua chụp với anh. Rồi, nãy chụp ở trên bến đó, nãy chụp rồi. Đây lì xì hai vợ chồng con nghe. Ok, cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn vô cùng. Có luôn nón màu hồng luôn hả? Trời ơi, ở đâu rồi ra vậy? Tặng luôn em ơi. Em mặc áo hồng. Thôi tặng luôn nha. Cái màu cam là không phải vậy đó. Màu cam hơi bê chút xíu. Dạ rồi, xin chào tạm biệt quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả xem video clip này. Và mình nghĩ đây là một cái video, một trong những video clip mà vui nhất, trải nghiệm vui nhất trong cái sự nghiệp mà đi làm YouTube của mình. Đi sâu vào trong chợ nổi cái răng. Vui ở là vui đó. Tất cả mọi thứ giống như một cái quần thể, một cái gia đình nha. Dễ thương vô cùng. Đừng quên cà phê kho, đừng quên bún riêu, đừng quên hủ tiếu. Đẹp quá con. Rồi cái nón hồng luôn ông ơi, chắc tôi phải mua cái này kỷ niệm quá. Trời ơi, nhà làm hả? Tặng luôn nha. Tặng luôn nè, rồi lì xì con này con. Đây là cho chú lì xì cho con nha. Rồi chú ăn khang thịnh vượng, tiền vô như nước hả? Rồi hôm nay là hồng lè luôn đó. Rồi 27 Tết hồng lè luôn bà con ơi. Chết tôi luôn. Rồi xin chào tạm biệt bà con nha. Xin chào nha, thì mọi người đi chơi vui nha. Bé ơi con chuyện cái nón qua bên kia chú đi. Rồi cảm ơn con.